giết nữa, nhờ vậy khùng vậy mấy tao không dám giết. Mày chỉ giá khùng thôi hả? Ừ. Chứ khùng thiệt rồi, ở dưới pha tinh thần tối ngày luôn rồi sao? Dạ. Yeah. Khùng. Là tóm lại là em không có khùng. Ừ, đúng rồi. Mà em chỉ giá khùng. Che mắt thế gian thử coi mọi người có tốt như Dũng, đừng có giết Dũng thôi. Vậy đó hiểu chưa? Mẹ yêu lần xiên. Rồi sao? Thì vậy đó, giờ biết gì nói nữa đâu, giờ cái đầu nó không tí não, nó không thông minh, nó không được nè. Còn mỗi bữa nó linh hoạt, nói cái gì cũng được đó. Ừ. Còn bữa nay em chỉ đưa em về đóng. Ừ, đúng rồi. Ừ. Là coi như em đã hết khùng rồi phải không? Ừ. Nó chậm phát triển là nói không có gì được trơn á. Ừ. Nó chậm dây nhanh, nó nhiều chữ văn chương. Còn một nhưng mà em phát lại, em phát lại coi lý do sao mà em giả khùng. Tại vì hồi đó giờ có cái đà thùng đó, người ta nghĩ quá trời rồi. Giờ thấy giả thùng thiệt, che mắt cho nó, người ta không giết Dũng thôi. Ừ. Vậy hiểu chưa? Nói ngắn gọn đi, giờ nói dài dòng này không hiểu đâu. Ừ. Giờ trước giờ không khùng. Ừ. Qua mắt thấy gian. Rồi, qua mắt thấy gian. Thử coi, để nó giết thiệt coi, Dũng xinh đẹp vậy mà nó giết tàn nhẫn người sao? Ừ. Nhờ thùng vậy mới sống về lâu năm hàng dài. Ừ. Chỉ làm bộ thôi ha. Ừ, làm bộ thì đó, chứ đóng thiệt là tàn đời luôn. Chết mẹ. Ừ, đúng. Nữa. Đúng thiệt tàn đời luôn á, đúng thiệt Dũng Phùng như cái lời tâm hừng hưng liệt như mình là tàn đời luôn á. Ừ. Giả thùng thôi chứ không có thiệt không là được. Trời ơi, giả khùng. Ừ. Vậy là nay thiệt là giả khùng thiệt luôn. Ừ. Không vậy em cũng khôn nha. Em đoán qua mất bao nhiêu người nha. Ừ. Tại vì ta tin tưởng người ta không dám giết. Chứ khủng khùng miệng rồi ta xé đồ, ta đâm luôn rồi sao đó. Qua cho qua đời không điện dạy đi còn sao? Ý người ta nghĩ vậy còn sao? Chết đời Dũng, người ta nghĩ không công càng chết Dũng tàn đời, rồi Dũng giá hùng như mấy lâu năm thằng rồi giờ nhớ cái nhiều đó nói nhiều đó. Rồi vậy thằng nào làm với khùng cho em hả? Thằng nào làm hả? Thì bà nội kính trọng em mới làm với thùng cho em đó. Ừ. lãnh tiền hàng năm tháng dài được 2-3 trăm triệu đó. Ừ. Nè cộng lên 18 tháng là 1 triệu. Cộng 20 tháng nữa là 15 triệu. Ừ. Rồi cộng 8 tháng nữa là 20 triệu no đầy luôn á. Mà mỗi tháng nó được 50 ngàn, 20 ngàn, 30 ngàn, 40 ngàn góp vô là từ từ triệu triệu không. Nó sắm nhà vàng, nhà ngọc luôn. Bà nội tin tưởng mà làm với khùng cho em. Ừ. Bà nội lương tí bô. Ừ. Vậy mốt chị vô chị kêu đâu trong đó lấy cái giấy khùng em lại. Bây giờ em chỉ giả khùng rồi nhận tiền khùng ta cái gì? Em qua mặt cái gian mà. Rồi nếu không được vậy rồi người ta giết thiệt là sao? Giết à? Ai đâu giết em khôn, khéo ai giết em, tại em giả khùng ta mới giết em. Không phải. Vậy chứ sao? Ta nghĩ quẩn là khác nữa chứ không phải nghĩ như mẹ loan sinh đâu. Giờ còn đà thùng dữ vậy mới sống dài lâu á. Chứ mà khai ra con bố sự thật là tan đời Dũng luôn á. Ừ. Giết thiệt luôn á. Ừ. Mùi mặt này đẹp, mình tiên nữ dân thần đâu cũng giết. Ôi nhớ nhiều đó, nhớ nhiều đó. Bữa nay quay phim mạnh mà nhớ bao nhiêu đó, nói nhiều đó giờ biết nói gì. Nó, cái não nó không phát triển đâu, nói nhiều được. Văn chương còn phải hoàn toàn. Hàng quá trời mà sao không phát triển? Má nó gà cất cỡ hết trơn, còn đâu phát triển xuống cọc tiêu. Bữa nay đặt đồ má tôi giả mỏ à. Ừ. Dạ cho em nước tơ, mày cọc tiêu cho em khôn chứ không phải dạ cho em hổn chưa? Dạ cọc tiêu hết trơn, còn đâu mà bỏ dưỡng. Vậy. Phải nó còn để chút rồi đỡ. Chút mấy. Gà cọc tiêu, ăn là phải gà phân. Hố xí cầu tiêu, một chút là phải, một chút là phải. Cái ruột chả không kịp mà xé giấy mà chờ mà đi cầu luôn. Không chừa một miếng đồ ăn mà cho dính cái bụng luôn. Gà sạch luôn, không còn miếng. Rồi mấy năm nay là em không bệnh. Em giả đò. Em sao giả đò chi vậy? Giả đò vậy ta mới thương nhiều. Rồi ta thùng, ta thủ tiêu thiệt rồi sao? Thùng nặng rồi chửi người ta. Mắng là cha tan nhẫn ra mang người ta giết thiệt rồi sao? Làm điên lộ luôn á. Giờ không nhẹ vậy mới sống lâu. Chứ mấy người đẹp không có được sống lâu đâu. Giờ thứ dữ mà đời bây giờ đâu phải thứ thường đâu mà. Sống được dài lâu là tùy theo người thứ dữ đó. Mới sống được dài lâu chứ không. Qua ẩn yếu dòng nóc ào hết. Si đồ chen. Hấp vào hết. Ghê không? Thấy ghê cùng ngờ chưa? Mẹ lâu sợ chưa? Ừ. Sợ đi. Mẹ mới sợ con đó chứ, con gà lừa gạt mẹ con không bệnh mà có con bệnh á. Mẹ mới sợ con đó. Uổng công chăm sóc con công giả tràng á biết chưa. Nhỏ mà khôn. Ừ, công nhận giỏi. Đầu óc của con thông minh á.
mà mình mẹ không nói cả anh Trường nữa, chị Phụng nữa, biết bao nhiêu người con lừa gạt luôn nữa. Thôi xin lỗi người ta đi. Xin lỗi còn biết gấp nữa, tại sao qua mặt tao Ừ. coi đó, công bố lên cả ti quy tình hình. Tại con làm bộ con giả khùng chứ con không khùng. Ơi, gan thiệt chứ. Nhưng có cái đà nhức đầu nữa, người ta tin dữ rồi, khùng Ừ. thiệt rồi. Vậy là tao Mày tưởng là là khùng người thiệt khùng nha. luôn chứ, luôn nhức đầu đó, tao cũng không nghi mày khùng. Nhức đầu tao Chỉ thằng thân liệt ừ, chỉ có cái chiếc đầu mà lừa gạt tao được nha. á. Nhức đầu mà Mà vẫn sao đọc. em đầu óc đem tính toán ra chuyện đó hay vậy? Em ai dạy em? Hay là giết vô số không còn người, người nào sống sót trên cỏ cây gương góc tần, nghĩ ra cái thông minh mới sống vậy lâu á. Nhưng mà ai dạy em là giả khùng á? Không ai dạy em, tự trong bộ não em lưu tiện tí não. Ừ, đất ơi em khôn. Tại sao mà trong á bắt mấy em không sống, sống không được mà em sống được là em hay rồi đó. Ừ. Không được một mạng người luôn á, Ừ. một cái là bỏ vô hầm ma, bỏ xác thịt con cá người ta vô hầm ma cho không được tha mạng nào luôn. Phải thứ hai góp cho người đó sống đỡ một chút là nghi có vấn đề rồi, thôi mình giả thù cho yên tâm mạng sống mình lâu dài. Chứ ai cũng bỏ vô hầm ma rồi mai mốt Dũng cũng bỏ vô hầm ma luôn rồi sao, vô với địa thủ tàn đời rồi sao. Đúng rồi. Là tốt, tóm lại là không khùng mà giá khùng. Ừ, đúng rồi. Rồi em giả khùng kia em bận quần áo chứ quá chừng vậy. Không mệt hả? Bạn mệt nhưng mà miễn lòng mình nó vui là 10 cái sắt đá độn dao đâm vô cái mình cũng không sợ nữa, miễn lòng nó vui phơi phới là không có gì trở ngại thôi. Còn lòng chán nản là bằng không được, bằng một cái quần một áo, một tả lót với cái quần Có nghĩa dài là là nó chán. giả khùng cho nên mình quay trực tiếp sớm. Rồi những lần em đi đêm đi hôm lấy này lấy kia là em có giả khùng không? Cái đó là lòng tham ma chết á, ma Ừ. qua chết qua mạng xuống chứ mình đừng làm vậy là được rồi. Ừ. Ma nó muốn tham vậy thì lấy cho nó chứ nó giết chết thì sao, Ừ. nó bắt đưa xuống mình thủ không làm chiều theo ý nó là giết Dũng thiệt thì sao. Dũng hay đồng ý gian sáo xảo mị gian ma luôn, Nha. rồi giờ vậy ma có chết nó mới tha cho mình, Ừ. không làm theo nó tại vì nó không được ăn trộm đâu. Dũng làm cho con ma này vui lòng rồi giờ ma có chết thì tha cho Dũng, rồi Dũng làm liền cho nó vui liền, vậy mới sống lâu. Ma nó bắt nó tối hồn thu hồn bỏ vô ma quan tài cái gì ngã ám đủ là tôi đủ đi quan tài luôn Ừ. là tại ma. Nếu mà mình Rồi những lúc con đi ăn dụng rồi sao? Con giả khùng nữa sao? ăn dụng nó Những lúc đi ăn dụng có khùng không? ăn dụng nó là con ma ăn không đó, chứ Dũng ăn được thì vậy rồi đỡ biết mấy. Ma nó ăn nó sặc tên trong ruột trong gan trơn, Ừ. ma người chết á, Ừ. Nó nhào vô con nha. nhào vô thân xác con nè, Ừ. đóng bùa lỗ ban cỡ nào nó cũng không ra trơn á. Nếu tao ra mày rồi mày phản con ma, mày giết con ma rồi tao tao con ma tao khùng lên rồi tao có chết, người có chết mày cũng có chết, xác ma tao giết mày thiệt rồi sao, Ừ. ma tàn sát lẫn nhau rồi sao vậy đó, hiểu chưa? Ừ, mẹ lo xin hiểu chưa. Có những lần ăn hết giảo thịt con ma nó có suối không? Xui luôn nè, Nó nói sao? chứ Dũng không không biết ăn tới nỗi vậy đâu, ăn ít rồi lại mà nó còn ốm ngán nữa, nó ói ù nó uống nước nữa nó còn ói đây rồi. Rồi sao mà ăn nhiều được, như con ma mình ăn kinh khủng hết, ba bốn chảo thịt, ba bốn nồi đậu bún que xào tùm lum tới le hết trơn, ăn không biết tả luôn á. Một chút là đói, một chút đói là ma ăn đó, chứ Dũng không được ăn như vậy. Rồi đúng rồi, đúng rồi, Dũng ăn được vậy là mập lâu rồi, ma nó gút ruột nè, ăn cho nó giúp cho nó vui mà nó gút ruột hết trơn không được Ừ. mập. Giúp cho vui nha. Ừ, Giúp cho vui mà nhà ta hết tên đồ ăn nữa. phát tân còn ăn mà mình cũng lội xương là tốt gan, ma nó không cho mình Không mập mập rồi, nữa. vậy là mập rồi, vậy là quý rồi. Thằng ông trai vậy là được rồi. Nhưng mà đừng khôn ngỗ nữa, đừng khôn quỷ nữa, được rồi biết chưa. Đừng mà đặt tập cánh dụ dỗ người ta không khùng nó khùng biết chưa. Gan thì dám qua mặt biết bao nhiêu ngàn người trời. Giỏi thiệt, em giỏi thiệt. Như vậy thấy phấn khởi không? Dù gạt rồi thấy phấn không? Nguyễn ta là không giết mình là cái gì cũng thánh thở chứ. Hỏi lo âu. Còn nó bắt còn sống không được mà con sống được, còn bại kế này mà áp bắt còn chết hết trơn mà con sống nhăn răng luôn Ừ. Bắt chết đông không?
sặc cơm luôn, tới thu di tích ba chiến sĩ mà nó không tha luôn, nó tỷ tới tượng đài nó giết rồi tha luôn, thì ghê cùng gần bỏ vô hầm ma chôn đào lỗ vậy nè, kéo quân dân vô đó khỏi cần tay bích 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 chôn ghê cùng gần ghê không ta nói bài kế gì mới xong lòng. Hồi đó con ở trong bệnh viện gì con gấm nhôm nhất à, Ừ, tại đúng nhờ rồi. con ăn dụng con mập chứ ma nào ăn, con đổ thừa ma đúng không? Mập đó nè, mập đó, con Dũng mới mập chứ ma ăn rồi, con ốm rồi nè, mập mà 70 kg đó. Biết chưa, con có nói thực sư mà nói chuyện với con, với ai nói chuyện với con trả lại con cắt đấu trở láo chi cho người ta ghét, từ từ lòi cái tật xấu ra đó, bắt đầu nó ghét rồi đó, nó giận rồi đó mới đưa về, đúng chưa? Một cái ăn Dũng, hai đi gặp người này nó xấu người khác, đúng chưa? Là má tả lại, biết chưa? Đây xuống chợ rồi mà cũng nói xấu được nữa, ăn cơm mà lại đập nồi, ai đầu nuôi cho con uổng công uổng gạo. Hay chưa, ăn một ngày cực khổ, ngồi một chỗ vừa ăn vừa cho uống thuốc nữa, còn đi nó xấu được, giỏi không? Ai bày mưu kế đó? Mưu kế là tẩy người, ai bày con à? Ai bày? Con ma nó có bày không? Lời nhóc em phát trả lời được. Nó có ao à? Tại con khôn quỷ, thành ra con không trả lời được. Hay là tại con ma nó kêu con đừng khai? Tôi nói giờ dòng giờ còn ở nhà mẹ luôn tất cả rồi sao? Thì nói đại đi chứ, mình đi xuống lộ mà nó xấu, mình lên xe mà nó xấu cũng vậy, gì tao nó nghe mặt tao tao dễ bà không buồn. Rồi mẹ quyến liếng thương dữ rồi Trời mẹ ơi, tôi tả về quyến bà cho mày nội. ham, tả trả lời Tả rồi quyến. ông tả có mừng rồi sao? Thôi tả chứ nói tiếng nào nữa, tao không còn cái tình thương nào để nuôi em được nữa hết. Quyên lý quá à đâu mẹ mẹ nuôi con suốt đời Trời ngu à. sợ vậy sợ vậy. Không bao giờ nuôi con. Có nghĩa con đàng hoàng, con tỉnh táo, còn nuôi con lại, con giặc vụ mượn nó là con giả khùng, ai nuôi con nữa. Tôi nói một hồi mẹ cảm động mẹ không quay phim là hỏi về bà nội với ba được luôn, cảm động Đã thiệt tả luôn, về mà không cho về gì, cảm động quá thương quá tắm là không cho rửa về đi, nhà luôn. tắm rửa đi về Thường như con ruột thịt máu mủ ruột gà là không cho về đó, thôi, bỏ nghỉ thiệt đi đó nghe con đẩy. Mỗi lần mà nói thì sao cái hỏi về nhà nội luôn, ở nhà ba suốt đời luôn, suốt đời luôn, giờ ghi cái điểm đó rồi vẫn còn phải cảnh giác. ai đâu nuôi con, tại con nó con giả khùng mà. Anh phải chi mà con nói con khùng ở đây má nuôi, còn này giờ con nói con giả khùng nuôi con chi nữa, uổng công uổng gạo, nuôi con là không kể cực khổ mà con nói tiếng mà con giả khùng nữa, thôi rồi rồi không thể nào nuôi được nữa. Nó thả lại thôi, không nói đường nào được nữa. Tắm rửa sạch sẽ về trống, có nuôi nữa. Chứ nói đâu co hồi mẹ cảm động mới mới kìm không được là ở đây suốt đời Không có ở, nhất định là không ở. cảm động là làm thiệt hả má ơi, mùi đồ đuổi gì tổng má cũng mời ở lại ở Không không không, đuổi là đuổi, nó không không chở nữa là không chở, cái chữ mà cảm động nó không mạnh có lắm cảm động cái gì nữa, mẹ. tên con Mẹ nó chắc con là giả mẹ không khùng hay siêu, mà cu mang con nữa. mẹ chắc là mẹ không siêu lòng không, Không, nó không là không. điểm phá mình nhanh dữ rồi. Cái Ủa này gần gũi đâu đây nè, tôi phải che mặt nạ lại cho yên tâm, gũi người ác quỷ nó giết mình rồi sao, tôi an tâm an toàn yên tâm mà xin về quyến rồi dục tiếp. Nó phá nó không thương thiệt là nó đi giết chết luôn mà, vừa vụ vụ gạt gạt nó là còn nó chôn gắt đi vô hầm ma nữa, cái tội giờ ghê lắm, đòi là quái quỷ ăn người. Tại sao mà con lột mặt nạ ra mà mấy cái người nguy hiểm còn che lại là mẹ biết rồi đấy. à sao Là mấy người nào cầm con quan tâm con lột ra cho xem.
còn mấy người nào muốn hại giết chôn con là con không cho xem, giấu khẩu trang dính suốt đời luôn đó, chừng nào đi ngủ ăn cơm mới mở khẩu trang ra, chừng nào người đó đừng phá con nữa là con mở khẩu trang ra. Bữa nay ngồi chút mới vô ủy ban mới nói Dũng bữa nay thứ hai nè, Dũng bấy lâu nay nó giả khùng cho nên là giờ phải lấy giấy khổ sổ khùng mày lại biết chưa. Biết chưa? Rồi coi sắp xếp quần áo đi, gom hết đồ đạc đi gì đó. Không có đi một phút một giây nào nữa, hết tình hết nghĩa rồi. Bị con nói là con lường gạt, là dụ dỗ con giả khùng rồi thôi, không còn đường nào nuôi được nữa hết phải không? Về thông báo đi. Còn cha, còn mẹ, còn ông dòng họ nhóc. Biết chưa? Má chăm sóc con mấy tháng cũng đủ rồi. Mà nghe lại con nói là con giả khùng là không còn đường nào để nói nữa. Thôi về tổng rồi tắm luôn mẹ ơi, giờ con nông về tổng lẹ chứ. Thôi khỏi tắm, Chút thay chờ thay đi đồ với đi. con chuột đó, Ờ thay đồ chờ đi. chút đi xe tải chứ đâu ta không chở nữa, Rồi chở hết đổi rồi. Cùi không làng có đường chở xóm cho má nữa. hết đổi rồi. Còn Nghe đường mà nó nào tiếng đâu lường chở. gạt là lường gạt giả dụ là lạ bệnh khùng là không chở nữa, một phút cũng không chở nữa. Suy nghĩ con quá giỏi mà tài cao mà sao nuôi con được nữa, cả nước đều bị con lường gạt mà. Bộ tối hôm mai dạy con nói vậy nè, Nói giờ 100 tiếng đồng hồ chưa xong nữa, có hết buổi chiều chưa về được trống nữa, ở này nó còn dài nhiều. Tiếng não nó chậm nữa, phát triển với chạy nhanh thì còn nó nhiều nữa, còn nó lưu thông huyết não không mạnh là nó vẫn chưa không được. Hay đứt dây não nó câm, nó thẩu 1 2 3 tiếng mới nói trở lại, mới mở nguồn nói. Cũng như cái nguồn ok nó ngắt lời rồi mà bấm dây đứt cộng dây lạnh dây nóng là nó hát không được. Nói chuyện hoặc là ok ha, trả bài ha. À tao ok mày mày cầm ống mì tô mày cao phục vụ cho tao, hoặc là mày nói chuyện tiếp vui cho tao cho mày karaoke, okay. Là nguồn nói chuyện là tiếp ứng với karaoke okay đó, làm cho giúp vui cho người ta nói chuyện luôn. Bây giờ con nói tới chiều chưa hết, tiếng nào nó lù quạt rồi, nó mạnh cái gì nó cũng nói được thôi. Không mà như bữa nay thấy mặt con là tư tỉnh rồi, hết khùng rồi, thấy khỏe rồi, chỉ biết đâu nay lường gạt thôi chơi vậy đó. Dạ vui nha. Giỏi thiệt. Rồi thôi, chào tạm biệt đi. Chào Tạm thêm biệt. mặt thân cả.